Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của bão số 5, bão Côn Sơn, sáng nay vào 11 tháng 9, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Trị có gió mạnh kèm mưa to, có nơi mưa rất to. Bão số 5 có xu hướng lệch về phía Nam nhiều hơn so với dự báo ngày hôm qua và cũng đổ bộ sớm vào đất liền. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5 tại trạm đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 tới 100mm, có nơi trên 150mm. Lúc này, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 180km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 7 giờ, ngày 12 tháng 9, tâm bão ở trên vùng biển khu vực từ Quảng Trị, Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Như vậy, bão sẽ giảm cường độ so với ngày hôm qua và sáng sớm hôm nay. Lưu ý bão có thể gây mưa lớn nên đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng.